Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Mãnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống vợ chồng, tình dục chiếm hơn 60% trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình Giúp vợ chồng có thể hiểu nhau hơn Yếu sinh lý làm suy giảm chất lượng đời sống tình dục ở Nam giới Đây là nguyên nhân phổ biến khiến cho hạnh phúc nhiều gia đình tan vỡ Như vậy nếu khi chồng bị yếu sinh lý chưa đi đến chợ để hết tiền Thì vợ nên làm gì giúp chồng cải thiện để bảo vệ hạnh phúc gia đình Hãy xem video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này Đầu tiên chính là dấu hiệu nhận biết chồng bị yếu sinh lý Yếu sinh lý là tình trạng xảy ra khá phổ biến hiện nay gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sức khỏe và khả năng tình dục của nam giới. Tình trạng này thường xuất hiện ở những nam giới khi bước qua độ tuổi trung niên và gây ra các triệu chứng như là xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm xảy ra thường xuyên là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi chồng bị yếu sinh lý. Dối loạn cương dương Khi tiến hành quan hệ tình dục, chồng bạn sẽ cảm thấy dương vật khó đạt được trạng thái cương cứng và không thể duy trì độ cương cứng để tiến hành trọn vẹn cuộc yêu suy giảm ham muốn tình dục khi bị yếu sinh lý ham muốn tình dục nam giới sẽ bị suy giảm ham muốn tình dục và số lần quan hệ cũng giảm dần yếu sinh lý có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như căng thẳng, stress kéo dài, mắc các bệnh mãn tính làm suy giảm chất lượng đời sống tình dục của nam giới nếu tình trạng này không được điều trị và xử lý đúng cách thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nam giới và nguy cơ gây dạn nứt hạnh phúc gia đình về người chồng bị yếu sinh lý thì vợ nên làm gì theo các chuyên gia thì người vợ có một vai trò rất là quan trọng trong việc hỗ trợ cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Nam giới nếu như nhận được sự thông cảm, thấu hiểu và sự quan tâm của người vợ sẽ giúp cho quá trình điều trị yếu sinh lý diễn ra tốt hơn. Khi chồng bị yếu sinh lý thì chị em nên thực hiện những lời khuyên dưới đây. 1. Thông cảm và động viên chồng Người vợ khi phát hiện chồng bị yếu sinh lý thì nên bình tĩnh, tuyệt đối không nên tỏ thái độ mỉa mai sẽ chạm đến lòng tự ái của chồng. Điều này sẽ khiến cho tâm lý của chồng bị ảnh hưởng, luôn cảm thấy tự ti khi không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài sẽ khiến cho tâm lý của người chồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dần lãnh cảm trong chuyện chăn gối, nguy cơ dẫn đến liệt giường vô sinh. Việc làm cần thiết nhất lúc này của người vợ là thông cảm và động viên chồng. Sự quan tâm của người vợ sẽ là một trong yếu tố giúp chồng ổn định lại tâm lý, giúp quá trình điều trị bệnh diễn ra dễ dàng và nâng cao hiệu quả mang lại. 2. Tìm ra nguyên nhân gây yếu sinh lý Tốt nhất là người vợ nên trò chuyện và tâm sự với chồng để có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh, từ đó có thể biện pháp khắc phục phù hợp, giúp mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất yếu sinh lý nam có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các chị em cần lưu ý như do tuổi tác căng thẳng stress kéo dài chế độ ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh quan hệ tình dục quá mức mắc một số bệnh lý mãn tính hoặc là nam khoa như tim mạch, huyết áp, bao quý đầu. Nếu không thể tìm ra được nguyên nhân thì chị em hãy khuyên chồng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám xác định chính xác nguyên nhân và phát đồ điều trị phù hợp. Tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về điều trị cho chồng hoặc là tình trạng này sẽ kéo dài. 3. Sử dụng mãnh lực dương cho chồng Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 800 000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của mãnh lực dương là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý cho nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do so thận hư. Thành phần làm gồm có cao xà sàng tử, cao dâm dương hoắc, cao kim anh tử, cao bạch tật lê, cao mật nhân, cao ngũ vị tử, cao kỳ tử, kẽm gluconate, lycopene, l-carnitine. Cách sử dụng như sau, uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa hoặc buổi tối sau ăn 30 phút. Sản phẩm dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý, đau lưng, mỏi gối, sốt so thận hư Không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm với bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm Không nên uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Các bạn có thể bảo quản ở nơi khô giáo, thoáng mát, trái ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi Và các bạn đừng quên Nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc Zalo số 0899918585 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.